người xứng đáng được biết là mình là ai và mình say mê cái gì. Phải trả hai cái vé, thứ nhất đó là sự dũng cảm, thứ hai là sự kiên trì, thì chỉ những người đó mới được biết mà thôi. You gotta pay the price. Những người trả được cái vé, cái giá đó là cái sự lì lợm, sự kiên trì. Tôi thật sự muốn biết và tôi am willing to pay the price, và họ phải dũng cảm để dám chơi. Còn những đứa mà thậm chí không dám đi và đi một chút thấy ồ nắng quá, khó quá, bùn xình quá, dơ quá, thôi quay xe, thì những người đó thậm chí không bao giờ xứng đáng được biết là mình là ai và mình say mê cái gì. Trên hành trình trưởng thành, có những lúc chúng ta sẽ ngã thật đau, tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa, muốn bỏ cuộc và thấy mình bất tài, vô dụng. Cuộc đời không phải không muốn bạn hạnh phúc nên là nó cứ liên tục trao cho bạn thử thách và bất hạnh đâu. Chỉ là nó muốn khi bạn thực sự khóc đến vỡ òa vì hạnh phúc, trái tim bạn đã đủ mạnh mẽ để chống chọi với thời gian. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng đấy là bạn hiểu mình là ai, mình có gì, mình muốn trở thành như thế nào. Phụ ân dạy dỗ, không phụ tình thế, không hổ thẹn với bản thân, không thẹn với thời đại. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động, nhưng lòng không bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Bạn cảm thấy tuyệt vọng, hãy nhớ đến những người chưa bao giờ tuyệt vọng vì bạn. Ba mẹ mình họ có thể chán nản, có thể thất vọng, có thể buồn vì mình, nhưng mà chưa một giây một phút nào họ tuyệt vọng về mình hết. Mỗi khi mình nghĩ đến đó thì mình không muốn ghét bản thân và không muốn tuyệt vọng nữa. Bạn có thể khóc, bạn có thể chán nản, bạn có thể thất vọng, nhưng mà làm ơn, đừng bao giờ tuyệt vọng. Bạn không thể quyết định mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định bản thân mấy giờ thức dậy. Bạn không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm chiều rộng cho nó. Đừng bao giờ đố kỵ với thành công của người khác. Vào lúc bạn không nhìn thấy, họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức. So với ngưỡng mộ, chỉ bằng bạn hãy phấn đấu thêm một chút nữa. Muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. Hai, suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. Chúng ta rất hay bị thất vọng bởi vì đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Mình thích câu nói này khủng khiếp vì đơn giản là mình từng đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó. Nhưng chính cái thứ mà mình tin tưởng nhất ấy lại là thứ gây cho mình nhiều thất vọng nhất. Nhìn xem, thứ họ cầm trên tay là bút viết để chứng tỏ sức tay một khôn khéo. Còn cậu thì đang mày mò bên chiếc điện thoại vô tri vô giác mà thỏa mãn tươi cười. Cậu có biết không, chúng ta nên ghét chuyện vui mà tiếp tục chiến sự. Đừng vì phải phút lơ đãng mà khiến những năm đèn sách tàn nát biến mất từ hư vô. Không để làm gì, không để có tương lai, không để biết ngày, không để tự có sự nghiệp. Không để mà mình về nhà mình còn phụ giúp cha mẹ mình, là một thằng đàn ông á, mà còn đi học tiền của cha của mẹ, còn ăn bám tiền cha mẹ, mà dẫn chơi bời thằng đàn ông không có tư cách.
cố gắng lên. Chúng ta sống dưới rất là nhiều sự kỳ vọng, và chính những cái kỳ vọng đó làm chúng ta quên mất đi mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống này. Một cái đầu lạnh sẽ giúp chúng ta không đánh mất bản thân mình. Một cái đầu lạnh sẽ không quá quan tâm tới những chuẩn mực xã hội, không quan tâm tới những áp lực con số. Hãy chăm chỉ làm việc cho đến khi thần tượng chỉ là đối thủ ngang hàng với bạn. Hãy giỏi đến mức mà không ai có thể phớt lờ bạn. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng thì ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Đã muốn thành công thì đừng có mỏng manh như bồ công anh trước gió, mà hãy là xương rồng cứng cáp trước bão giông. Giá trị của bản thân không phải phụ thuộc vào cách người ta đối xử với mình như thế nào. Một lần tới nhân gian thì phải sống một đời thật rực rỡ. 山中